Hôm nay là ngày 20 tháng 11 âm lịch. Còn khoảng 40 ngày nữa là hết năm. Mà năm nay cạo 20 cạo. Thì hết đây là hết năm rồi. Mùa năm nay bây giờ đang lấy mùa tạp. Hôm qua cái này là được tạ 6 phải không em? 500 cây phải không? Dạ. Cái này cái mũ này được khoảng bao nhiêu ta? Dạ. Mũ tạp này khoảng bao nhiêu ký mũ tạp này nữa hả? Mũ tạp này tầm 40-50 ký. À, vậy nó tầm khoảng 2 tạ hả? Dạ. Đây thì phối 5 lá. Phối 5 lá cái này. Chắc năm nay cạo qua Tết. Nói đến đợt mưa này nên thôi đi. Xem mũ cạo của năm này. Đây là cạo B phải, A phải. Đây, hồi trước cạo từ đây đi xuống góc. Nó là họ không đục mà họ mở miệng cạo kéo. Tính một năm hết bằng đây mà giờ có bằng đây thôi. 7 phần. Một tạp không giúp 2 nô 500 cây. Mỗi lần là 500 cây. Khí thì hết rồi. Bờ cái này em bơm khoảng bao nhiêu đây em? Khoảng 25-30 thôi. 25-30 thôi. Em cạo được mấy dao? Em cứ cạo mấy lần trước em cạo cứ 9 dao. Dạ. Cái dao thứ 9 này mình được nhiều không ta? Dạ. Cái dao thứ 9 này mình được nhiều không? Dao 9 còn được 8-90 ký. À, là mình nhớ xuống 8-90 ký một nước, còn lại là khoảng được 20 ký một bèo đâu. Vậy là nó ít nhất là cũng sửa xuống một tạ đúng không? Còn nhiều nhất là cả mù tạp lẫn mù nước, chắc nó tầm khoảng 2 tạ mấy không? 2 tạ 1, 2 tạ 2 không? Dạ, được. Rồi. Chúc bà con tham khảo thành công.